Mở bài nâng cao cho dạng đề so sánh hai tác phẩm kịch ngữ văn lớp 12, chương trình mới. Kịch với tính chất đa diện và tương tác trực tiếp với khán giả luôn là một thể loại văn học đặc biệt, nơi những xung đột, bi kịch và hành trình nhân sinh được khắc họa một cách sống động nhất. Theo nhà phê bình kịch Bertolt Brecht, kịch không chỉ là để giải trí mà còn là tấm gương phản ánh xã hội, thức tỉnh nhận thức và kích thích tư duy của con người. Hai tác phẩm kịch đó là tác phẩm kịch A của nhà văn A và tác phẩm kịch B của nhà văn B. Ta nhận thấy đó chính là những minh chứng điển hình cho sức mạnh của kịch nghệ trong việc thể hiện sâu sắc những vấn đề xã hội và con người. Khi chúng ta so sánh hai tác phẩm kịch này, ta có thể thấy sự tương đồng và khác biệt trong cách mà những nhà viết kịch khai thác xung đột và xây dựng nhân vật, cũng như truyền tải thông điệp. Mỗi tác phẩm đều mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả, nhưng cùng chung mục đích đó là mở ra những chiều kích mới về nhận thức và cảm xúc, đưa người xem đến với những vùng đất mới của tư tưởng và cảm xúc con người. Lớp 12, đăng ký học văn cùng thầy Nhật hoặc đặt sách, em nhắn tin cho fanpage Lớp Văn Thầy Nhật. Thầy Nhật sẵn sàng để trở thành một phần thanh xuân của em.